giám vị không? Được không? Đó không về đó nên có vậy không? Mình sáng mình. Cái này là nó đi vô còn ai biết bảo nó chạy hay chạy xung quanh đây nên thấy không chạy mà. Không có chạy. Chỉ mình có nhìn thấy cái dấu vị không? Có không đó? Chỉ đâu? Không có dấu chạy xuống á. Không có dấu chạy xuống mà sao mình nói vị được? Hôm nay có mấy vị khách ở Cái Bè Tiền Giang lên mua máy của anh Tám. Thì bây giờ Từ Siêu sẽ quay lại như thế nào nha, chi tiết để coi mua máy gì, còn bao nhiêu HP nha. Vô chi tiết nha quý vị. Đây em nó đang nằm đây nha. Giờ lại coi nha, coi cái mạc của em nó. Mở lớp cò ra luôn. Đây cái mạc đây. Yamaha 6 nha, 6HAL-HTN 270 BS, 1800 vòng trên 1 phút. Hàng zin toàn bộ nha. Đây chỗ anh Tám bán đi nhiều nơi lắm. Đây bán về Cái Bè Tiền Giang. Cò nè. Mướt quá mướt. Về đặt ghe sắt nghe quý vị ha, mấy anh chủ này anh cho hay ghe 110 mấy tấn đó, ghe bầu á. Đây anh chủ đây. Ủa anh đóng đóng ghe tại ụ của Úc Cưng, ghe bên này đóng mình là má Úc Khương ha. Úc Cưng ha. Dạ dạ đây anh chủ. Dạ đây anh thợ máy. Nhiệt kế còn luôn. Đây là máy phát điện, chạy máy công nghiệp mấy giờ? Là máy phát nha, chạy ngày 2 giờ ha. Giờ là cái này mình về mình chạy hộp số mấy vậy anh? Số gì hộp số đây luôn nha. Đó. Hộp số 3.04 hộp số là 3.04 ha. Hộp số Nhật này bền lắm, khỏi lo. Cái này cỡ chục nhớt. Chục nhiêu lít? 50 lít nha. Ủa vậy là anh vậy đóng ra sắt thì mình chở gì anh? Chở lúa. Chở lúa ha. Dạ anh đi thu mua lúa luôn ha. Chở lúa thuê. Dạ dạ dạ. Chiếc này là chiếc thứ mấy anh? Chiếc đầu tiên ha. Dạ em chúc anh 5-2 năm nữa là chiếc thứ hai ha. Dạ. Hay luôn. Dạ. Cái nãy bên kia cũng chở lúa đó. Chiếc thứ ba của người ta. Ừ. Vài năm nữa đỡ được. Lên. Chút nữa sẽ nổ máy cho quý vị xem ha. Chờ bạn Tèo ăn cơm buổi trưa. Nhanh lên đi em. Khách ta đang chờ kìa. Tèo thở máy. Vậy là cái cà te này nó 7 canh lần đó. 7 canh nhớt á. Rồi anh chủ này anh đổi lại nhỏ hơn ha. Xài tiết kiệm nhớt hơn. Rồi chút nữa gán chờ nha quý vị. Để coi em này nổ ha. Đã lắm. Về phần giá tiền á, thì cái máy này 100 mấy chục triệu nha. Đó. Thì anh chủ anh nói gì đó, mình thì mình biết vậy thôi nha. Nếu mà quý vị lấy á, sơn thì sơn miễn phí cho quý vị luôn ha. Chỗ anh Tám sơn miễn phí luôn. Thì có người thì thích Mitsu, có người thì thích Yamaha, Isuzu, đâu ai giống ai đâu đúng không? Nhìn cò mê. Từ lúc mà mình biết cái thể loại bên máy á, thì mình thích quay lắm. Tại vì mình thích nghe tiếng nổ của nó ha. Rồi coi đồ này nọ đó, tem mạc này nọ. Mình cũng muốn quay cho quý vị coi luôn. Chờ một xíu đi, gắn heo vô, quất nha. Đây là heo lớn luôn. Ở đây anh Tám là bao zin nha. Cốt ở tầng đa, muốn kiểm tra thì mở kiểm tra luôn.
có dàn tắp lô luôn, thấy không? Chuẩn bị cho nổ máy nha. Dầu mỡ vô, heo xong rồi đó. Chuẩn bị quất nha. À, xin nhắc lại nha, cái máy này nó chạy kèm hộp số là 304. Đó, chân vịt của nó là 1m15 đó, 270 mã lực. Cái lắp nó chạy là 70 ly. Quất. Để cho nó qua dầu nha. Rồi, từ từ qua dầu. Không đổ hơi, không có chắn. Thấy cái giống vậy không? Ờ, coi thấy không? Ờ, đó không phải là nó, nó có giống vậy không? Mình chắn, mình chắn. Cái này là nó đi dơ, còn còn biết cái bạo nó chảy, nó chạy xung quanh đây, thấy giống vậy rồi. Không có chảy. Vậy mình có gì thấy cái giống vậy không? Có không đó? Vậy đâu? Không có dấu chạy xuống á. Không có dấu chạy xuống mà sao mình nói vậy được. Cái đề cơ của nó là nó động lại thôi. Cái này cái gì mà cái máy này sẽ thay te khác nha. Cái te này nó hơi lớn nha. Đó. Rồi đấu hộp số vô, sơn hộp số lại nha. Gã em nó xong rồi đó. Về Tiền Giang. Gắn ghe bầu bằng sắt 115 tấn. Thấy gì đâu, quỷ đó hả? Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc luôn nha. Hẹn quý vị clip sau nha. Rồi, cảm ơn anh chủ nha. Bye bye, cảm ơn anh chủ.
Dạ. Yeah.